Hạnh rồi. Lúc đó mình đang nợ hay sao? Mẹ Hạnh nợ. À. Hạnh áp lực quá, Hạnh lấy dao, Hạnh định tính hù họ, Hạnh thử dao bén này kia rồi xong rồi ai ngờ là dao đó mẹ mà Hạnh mới mua luôn. À, giờ sắc quá. Nó cứa rồi, nó lòi mỡ luôn. Xong rồi máu thì chảy rồi Hạnh đứng đó, Hạnh khóc đó, họ thì chạy. Thì họ thấy máu họ chạy, lúc đó Hạnh đang mang bầu với lại máu thì chạy cái. À. Cái hàng xóm chở Hạnh đi 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 mai. Trời, mới đi bán về luôn hả? Chiến vừa tới coi là cách đây 30 giây luôn á. Thấy đúng có gì nó vô nhà đi. Ồ hôm nay thì ba đứa đi đủ luôn hả? Hôm nay chủ nhật con đi học hả? À thứ bảy. Ê. Ai cho nhiều đồ quá vậy? Đã quá. Những người đi quanh hàng ngày họ. Dạ. Ủa anh. Má anh nằm vậy hả? Sao vậy? Hạnh không biết rõ bệnh gì nữa, cũng không rõ Hạnh. Rồi giờ ai thăm nuôi trong đó? Những người học thì hộ của Hạnh á. À, rồi Hạnh có vô chưa? Hạnh có vô nhưng mà bữa vô mà bế mấy em bé này là nên người ta không cho vô. Đúng nên. Rồi, đang dịch bệnh không cho vô luôn. À, bữa giờ chưa được gặp luôn hả? Mẹ có nhớ mấy đứa này quá, mẹ hay Hạnh về. Mẹ về hả? Cũng may là có cái anh trên phòng á, ảnh chở đi giùm nó chứ Hạnh không biết làm sao. À, vậy là chở về xong rồi lại qua bác nó rồi. Nhưng mà bác sĩ nói là bạn sao? Hạnh cũng biết nghe mấy cô hàng xóm này cũng lên thăm á, nói là có cái cục đàm gì trong đây. Đàm bướu hay đàm? Đàm. Nếu mà đàm thì đâu có mất đến mức phải nhập viện đâu ta. Hạnh cũng không rõ nữa. Thôi vô đi, vô đi, vô. Em chào anh xem. Mấy mẹ con đi về là trên này đồ quá trời luôn á. Đỡ phải mua ha. Hỏi cho. Ngày nào cũng vậy ha. Thì con đỡ mua đồ ăn. Nhà trong này. Trời ơi, nói cho nó vậy. Đây là bài chiến trường của mấy đứa mà sau khi mà đi bán vé số về nè. Được cái là mọi người cho đồ ăn quá trời luôn, không sợ đói ha. Đi bán là tiền là để trả nợ với đó thôi. Bây giờ để lo cho con đi học thôi, còn đồ ăn là mọi người lo cho hết thôi. Đi xin đi bán là mọi người cho hết. Bữa nay đem xe vô nhà luôn hả anh? Đại đồ Hạnh sợ vô sân người ta. À. Vô. Vô né né anh nè. Vô. Làm hồ sơ cho bé ánh xong chưa hả? Anh còn thiếu chụp hình nữa. Chụp hình nữa ha. À, hôm nay điện qua là đi nộp tiền cho bé học luôn thôi để bữa sau ha, bữa sau chuyến đưa bé thì tranh thủ đi chụp hình cho bé ánh nha. Để mà đi cho bé đi học luôn. Bữa sau đi với anh hai luôn á. Còn Diên thì nhỏ quá chưa đi học được. Sao hôm nay Diên ngoan vậy? Không có nhảy xuống xe. Bình thường là nhảy xuống anh nhảy tưng rồi đó. Hôm nay mệt mỏi không? Mẹ dậy có mệt mỏi không? Cũng Hạnh thấy là nói chuyện mệt với thở mà. Cảm thấy sao? Áp lực không? Có, Hạnh không biết nói sao nữa. Không biết biểu lộ cảm xúc hả? Nhưng mà cái tình trạng của mẹ vậy thì khám chữa bệnh thì đã tạm ứng bao nhiêu chưa? Ứng 2 triệu. 2 triệu hả? Rồi lấy tiền đâu ứng? Hạnh muốn tiền người ta. À. Chơi đó, chơi đi, chơi đó. Cái gì vậy? Trời ơi, sao con vứt đồ chơi vậy? Về nhà là nó quậy dậy hả mày? Không có cách nào ngăn cản được hả? Cô đó cho nước nào là cháo, nào là... Ủa, mẹ về. Ủa, giờ mới về con. Mày mày là vô thuốc biển hay là vô gì vậy? Vô thuốc của mình á. Vô thuốc hả? À? Vô thuốc tự gì? Tự nhiên mệt rồi cái nó đàm quá. À. Nó giữ lại nó cho coi cái cổ coi. Nó bị đàm hay bị bướu? Bị đàm chứ không có bị bướu. Đã ngoại nhớ ngoại hả? Nhớ ngoại nó
nóng ruộng đấy, đi ba đứa bữa nay thứ bảy người ta làm việc đất à. Vô thuốc cho con cái cổ coi. Không có đàm, không có nó đàm. Nó có lồi lên gì đó nó thở không được hay sao? Rồi bác sĩ nói bị bệnh gì? Nó nói bệnh xỉn hay sao? Xuyễn hả? Hen xuyễn. Rồi nó nên còn coi còn bệnh gì nữa không? Nó đi từ trưa về thì nóng ruộng. Rồi cô đi khám đó lâu chưa? Ở lại hay là bây giờ nó ở lại hoài mà thôi giờ buồn quá, giờ nhà nóng ruột mấy đứa này. Dạ, về có báo bác sĩ chưa? Trốn về luôn rồi, tối sáng mình đi sớm. Thứ bảy chủ nhật là người ta không có làm gì, ta cho uống thuốc không mà. Rồi có sốt không? Bị không? Chị Huyền, chị là đàm mới là lo xuyễn đúng không? Giờ Covid-19 nó đang đó nha, nếu mà thấy sốt, thấy có triệu chứng liền là cô phải báo rồi nha. Này đúng bế tắc luôn á. Trời ơi. Ê, một đứa là đủ chết rồi, này ba đứa quậy. Mỗi lần ăn là cho nó ngồi vô cái sọt đó hả? Cho nó ngồi vô nữa, chứ nó đi luôn đi mà. Đi mấy mà đã nắng với mưa rồi là nói chuyện với một người tiếp xúc á. Mình nhức đầu á. Về gặp nó chạy vòng mình không có vỗ gì được. Rồi đi, để cho em ăn đi Ánh. Ánh đừng có kéo anh ơi. Ánh bỏ đi. Rồi, không ai giỡn với Ánh đâu, để cho em ăn đi. Xíu mới chơi nha, ăn xong mới chơi. Ôi cái này thiệt sự là không có hồi phục là chết luôn á. Về chưa kịp thay đồ, chưa kịp rửa mặt là phải cho con ăn rồi á. Ôi quá. Này là hồi xưa cắt tay phải không? Cắt hai nhát này mà sao cắt vậy? Hạnh lúc đó mang bầu thì hai cái người Hải Phòng tới thì người ta định đánh Hạnh á. Cái Hạnh đó lúc đó mình đang nợ hay sao? Mẹ Hạnh nợ à. Hạnh áp lực quá, Hạnh lấy dao, Hạnh định tính hù họ, Hạnh thử dao bén này kia rồi xong rồi ai ngờ là dao đó mẹ mà Hạnh mới mua luôn. Dao sắc quá hả? Nó cứa rồi nó lòi mở luôn. Xong rồi máu thì chảy rồi Hạnh đứng đó Hạnh khóc đó. Họ thì chạy thì họ thấy máu họ chạy, lúc đó Hạnh đang mang bầu với lại máu thì chạy cái hàng xóm chở Hạnh đi mai liền luôn. Chứ lúc đó là mang bầu ai? Bé này. Lúc ấy là Hạnh đang mang bầu bé này là lúc ấy chồng cũng bỏ đi rồi ha? Chồng bỏ đi hồi tháng 8 rồi lúc cái bụng bầu chưa biết là. Xong rồi lúc đó là giang hồ tới đòi nợ. Khi bà cầm con dao và rạch thử coi dao có sắc không các bạn. Ai ngờ dao mới mua sắc quá. Cái này là đi khâu mấy mũi luôn nè, khâu 6 mũi luôn. 1, 2, 3. Hai vết này là cắt một lần đúng hả? Cái này là cắt là mới đầu là cắt thì nó cũng chưa, lúc sau là này cắt thử. Nhát thứ hai nè. Nhát thứ nhất nha. Mấy thằng giang hồ sợ quá chạy luôn hả? Đúng rồi, sợ quá, hay má sợ quá chạy luôn. Thấy cũng trong gai ghê, lúc đó đang mang bầu mà bao nhiêu chuyện xảy ra ha. Mà lối nợ bao nhiêu mà nó đòi dữ vậy? Có 3 triệu quay bơ. 3 triệu mà góp đó mà mình không góp lại, chúng ta kiếm là mình đang ở nhà luôn. Cái đổ rồi, cái làm này đẻ nữa nè. Đó để nhà con đâu có làm ra tiền ăn là bữa trước trả sao vậy đó. 3 triệu mà tới tận nhà rồi luôn hả? Rồi đòi mất người ta phải cắt tay luôn á. 3 triệu chứ có nhiều. Nhưng mà mình không có mượn được hàng xóm láng giềng hay sao mà phải mượn giang hồ chứ vậy? Mỗi lần cho ăn là một cuộc chiến ha. Nếu như mà không có bà ngoại là anh là Hạnh phải tự cho ăn hết hả? Ham giỡn rồi không chịu ăn. Uống sữa đâu có tốt đâu. Chết luôn á. Đang ăn cháo không? Đang, lên. Trời ơi. Ăn đi, múc ăn. Dẹp cái đó vô túi. Ăn không? Bữa qua là Đăng với lại bé Nhiên cãi nhau vì cục kẹo, bây giờ là Đăng với bé Anh cãi nhau vì cái chuyện bong bóng thôi. Quá trời, ngày nào cũng có chuyện xảy ra. Là to quá rồi, la luôn. Ăn đi, Đăng giỏi đi, mày cho trên. Ăn đi.
mẹ giỏi, anh là ăn giỏi, thổi ăn từ từ. Mày nhém em quay mày. Nó mép mày ra. Em lì lì vậy. Nó tôi đi xuống xe rồi cô nói không nghe cô. Nó nhém. Nó nấp em cái nhém đau em rồi. Nó lì quá. Nhém nhỏ đau rồi. Rồi ăn đi con giỏi, ăn đi lắc mẹ. Cái đó ai con lấy vậy không, đừng uống vô. Người ta cho hả, con cứ cảm ơn không? Cảm ơn nha, ờ đỡ vậy nói đỡ cho đỡ thì sợ nói. Dạ cảm ơn nha, nhớ nha. Giờ mới thấy ông nói mấy câu á. Thôi hổng không nói thì đậu ông chết. Còn hai ông này có nói được chưa? Được, cũng nói ngoại ơi, thằng nhỏ ngoại ơi. Đưa cho em cầm đi, đưa cho em cầm. Cá, nó cá chỏ. Con nhỏ ăn dĩa chiều chứ nó ăn dĩa. Nước nè, 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 uống thuốc xong về. Thôi dở dở mạnh bữa nào đèo đưa đi. Ê, ơi, 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 ơi. Hay mà nhỏ cắt nước nè. Sạc rồi. Thôi. Thôi đi nó mệt đó đừng xin ăn nhiều. Xíu ăn, xíu ăn. Nước này. Ồ, vú kem. Thôi hồi đi chai măng nữa. Thế nào cũng ói vô nè. Ói rồi. Uống nước đi con, uống cái nước đi. Nín đi. Ăn người ta cho ngày trước chơi. Mệt đâu. Thôi rồi. Chơi đi. Sao lẫn ở đây nè, nó nổi gì đây nè. Ờ, nổi đi mẹ. Ổn quá rồi, nó mệt đó rồi, đó, trúng rồi. Nó hút đâu rồi. Trời ơi, ói hết rồi trời. Ăn được bao nhiêu ói hết rồi. Này bé Nhiên cũng bị bệnh rồi các bạn. Ăn xong ói quá trời luôn mà bây giờ ảnh cứ đừ người á. Sao hả? Mỗi lần qua là thấy ảnh giỡn nhiều nhất á. Cơm ăn cháo đi, ăn cháo đi. Nói gì vậy con? Đau hả? Đau. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Ngoại đâu, ngoại cho ngoại đâu. Của em. Của em. Cũng nói được mấy câu khá rồi nó thở coi. Vô ngoài bảo vệ nha. Áo vô thay áo lại bận cho má nè. Áo vô của bằng đóng trái. Vậy chỉ có ghi sốt rồi. Đã ngoại nè đừng có đụng vô. Để cho em uống nước đã, từ từ cho em uống nước nè. Đi ra nè. Uống nước đi. Đưa cho em uống nước cho em. Đưa cho em uống đi. Không à. Chiến cái thằng là định dẫn bé ánh đi qua bên trường luôn á. Thứ hai ha. À hôm nay là
Rồi thì có gì cô làm cho bé cái ảnh ha, cho nó xong cái hồ sơ, hình như còn thiếu chụp ảnh phải không? Giờ nó kêu phải khám sức khỏe. Giờ mình đưa cây xanh vô cho nó thôi. Từ từ mới đầu mình ở đây mình bổ sung lên. Ha, bổ sung sao bổ hả? Sung sao. Ok. Có cái giấy về để sẵn ở trong cái vỏ đó, cây xanh của nó rồi đó. Bữa trên kia là có cái đơn. Dạ. Nộp chung vô cũng cây xanh cho nó. Rồi. Chụp 46 mà chị. Vậy cô ráng làm cái hồ sơ ha. Cái tuần sau cứ chuyến qua dẫn bé cho bé đi học luôn chung với anh trai này. Bả đội 3, bả đội ta thì tháng 8 mình chuyển hôn vợ nữa. Cho hai đứa nó đi sớm vô phải. Đúng rồi. Có ngày chủ nhật thứ bảy là cho hai đứa này bán được thôi, chứ giờ đi theo cái tội nó lắm, đi một đi gần cứ nói con này hoài chị nó thôi giờ bán ít đi, giờ mẹ đang bệnh á, chứ đi nắng nguyên ngày vậy không mệt lắm, ở nhà còn coi nó cũng chưa còn nhiêu đó, bỏ ít thì đó đi về thôi, em hiểu không? Đó chị nói hoài chứ bọn con nào mà không thương, cháu nào mà không thương, cú chín lần còn đang buồn đi tết. Mà chị Hạnh ở nhà vậy có cảm xúc đó, coi bây giờ đã kiềm chế được nhiều chưa? Giờ giảm bớt rồi, mẹ con nói rõ mẹ đó, nó nghe rồi, giờ mình lo cho con mày thôi. Nhưng có má rồi, có mẹ rồi. Hồi xưa thì sao? Con xài qua xài lại. Hồi xưa thì sao ạ? Thì cũng vậy thôi, mà nó cái tánh nó cái nghe lời rồi, lúc mình quen thương nhau quá, nó cảm nó không chịu không nghe mình. Nó nói kệ con, giờ chị nói vậy đó, kệ con mà thấy tội cũng đã dạy gì. Em không tin là chị mượn cho đem tiền á, đi xuống dưới quê rước hai đứa mẹ con như vậy nè. Đi về, đi đăng làm 29 tới 11 giờ trưa dọn dẹp xong là 1 giờ trưa đi đâu vô chị cảm nấu xe đi. Không là tuổi trẻ khờ dại phải không? Giờ chắc là hiểu ra vấn đề rồi. Rồi nói ra nó cãi chị còn tức ta con nó không, thường là trẻ trẻ là đứa nào cũng vậy. Nó đặt đồ người ta, người ta nói thôi mình bỏ nó đi con. Mình dắt con bây giờ đi, tao có gì tao lo cho ăn, cái gì mẹ đi làm đêm rồi đó. Ngày đó hồi đó chị làm trở thành đó thôi. Đó, không chịu nghe, kết cục lúc sau giờ mới bỏ nó giờ mới tỉnh táo. Dạ. Chứ không có lẽ là có hai đứa này thôi. Cho nên nó đã với nó không phải con, nó lại chào tức ói máu nữa. Nó nói mày không phải con mày là mày biến tao luôn đi, thắng cho mày nhãn con mày nữa. Ồ, anh này cũng có cái răng nanh này. Thấy mẹ cầm roi là sợ ha. Ám ảnh hả? À sao vậy? Ăn kẹo nhiều quá hả? Không có đủ. Ông đang răng. Nhưng mà anh có hai cái răng nanh. Dạ. Thứ hai thì đem vô nè, nửa hạn về để sẵn nè. Đó, đưa cho cô giáo rồi. Chú coi hai cái răng nanh coi. Ồ, có hai cái răng nanh kìa. Mày dễ quậy lắm á. Chồng chồng như nhau. Đi ra ăn. Đây là hồ sơ của bé Ánh ha. Xong rồi, đừng có cầm cái này nha con, đừng có cầm cái này. Đó, có vậy thôi à. Ok. Rồi, bà cô đưa. Ê, đừng. Rồi, cô cất đi con. Cất đi con. Nhớ nghe, mà để trong đây nè, ví dụ thứ hai là đi á. Thì lấy ra nha, mà để trong tủ ha. Đang ăn cơm đi con. Ăn đi. Đi ra đây ngồi là tưởng ăn đi. Cho nó đi học chứ đi. Hạnh ví dụ như tụi nó quậy vậy cảm thấy tức giận trong người không? Quýnh quậy chứ không có. Ấy là quýnh thì biết là. Nhưng mà hồi xưa có ý là mình có cái cảm xúc tức giận không? Bực bội quýnh nhỏ luôn á. Kì không cho nó chứ. Quýnh quậy tức là kì la quậy chứ. Nhưng mà cái cảm giác vui thì sao? Mình có thấy vui trong lúc mà lỡ mà có cái gì vui thì có thấy vui được không? Vui gì? Đánh xong rồi hả? Không, ý là cái cơn giận luôn á. Ý là giận thì biết giận rồi, còn biết vui không? Hạnh biết vui không? Vui là sao? Ý chiến là sao? Không? Ý là gặp những cái chuyện gì vui vui đó. Mày có sót gì không? Mày ý là, không, ý là ngoài đường á, ví dụ gặp cái gì mà ví dụ người ta chào hỏi mình hay là cho gì có thấy vui không? Có vui. Khi mà nhận được cái sự tử tế, cái sự mà giúp đỡ thì thấy vui lắm. Nhưng mà không biết cách biểu lộ mặt là như thế nào đúng không? Đúng à. Chỉ biết nói cảm ơn và nói vui trong lòng. Còn mà ví dụ tức giận là có biểu lộ ra được mặt không? Ra mặt được không? Tức giận thì biểu lộ ra hành động. Dạ, tay này giảm lại nè. Dạ, không chơi vậy. Dạ. Dạ đi, sắp nổi là dạ đi. Hồi xưa mà Hạnh nghiện game là chơi game gì Hạnh? Hạnh nhé ông dạ. Audition hả? À, cái thời đó lâu lắm rồi, cái thời mà... 2014. Đúng rồi, cái thời đó là mới nổi lên phải không? Chơi bao lâu? Chơi bao lâu thì bỏ? 2-3 năm. Khi nào lấy chồng? À. Dạ. Bắt đầu thay đổi hết. Dạ. Cái đó cũng vì game mà bắt đầu là quen gan đó ha. Từ khi mà đẻ con là biết lâu rồi. Vậy ha. Thì ra cô hồi xưa chị Hằng chơi game mà cô nhắc không con? Trời, chặt đến con nhớ người ta chửi nữa.
Vậy ha. Kêu dẹp tiền luôn, cắt con dao liền luôn. Trời ơi. Nhưng hồi xưa lấy tiền đâu chơi game dữ vậy? Cho tiền sáng nó nhịn ăn nó chơi đó. Vậy ha. Trời đó, đi học cái gì chơi chú. Đúng rồi. Hồi xưa anh thấy giới trẻ là chỗ học hay chơi Audition nhiều lắm. Trời ơi, chỗ game luôn á. Rồi có chơi lên mấy điện thoại không? Rồi chỗ khác đi chứ trời, đâu phải chỗ đâu. Thành cờ, thành ngu lắm, bây giờ nó đi cờ mà lại không biết. Nó là chạy cho trời, chị sợ chị sợ người ta luôn á. Chị đây con, chị kiểu kêu mà sao giờ tôi nói giờ tôi dạy không được, chị đừng cho vô, chị đủ đi. Thế rồi đi bán về mà đi kiếm nó. Bán một lót rồi kiếm nó. Trời đất ơi. Chứ đâu phải giờ không như vậy đâu. Giờ tới nó kiếm nó, giờ lo ba đứa cháu. Con mệt mỏi ha. Thì đó, vậy mà nó còn nó phụ phàng, nó không nhờ gì hết trơn, không nhờ bà già, không nhờ bà nữa. Đang ở đây, đang. Kính thưa các bạn, thì hôm nay cô Chiến cùng vào để mà làm cái hồ sơ đưa cho anh đi học. Nhưng mà hôm nay thì chưa hoàn thành, với lại chủ nhật bên trường con không có làm việc. Thì có lẽ tuần sau cô Chiến sẽ ghé qua để mà làm hồ sơ cho bé Ánh đi học luôn, để cho đỡ ở nhà cũng đỡ được những cái ngày đó chăm cho bé Nhiên cho nó tốt. Vậy là chắc là bữa sau đi, để cô Chín qua dẫn tụi nó đi mua bộ đồ đấy cho nó mặc ha. Thì kính thưa các bạn, thì hôm nay mình cũng dành một chút thời gian như vậy để mà cập nhật tình hình cho mọi người biết ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi cứ Chín về nha. Bye bye cô Chín, cái coi Ánh. Bye bye nào. Cứ dở nè, mấy bạn về nè. Đi về thì mấy bạn cho ông, cho ông vợ mình kìa. Mấy bạn. Bữa nay biết tiếp xúc với mọi người rồi đó, bắt đầu cởi mở rồi đó. Cảm ơn em nha. Thôi, bây giờ chú Chín về đây. Bye bye hai con.